mua phải vàng giả qua mạng. Hai vợ chồng sau khi bán không được đã mời công an đến làm việc và yêu cầu shipper của đơn vị giao hàng phải chịu trách nhiệm. Mua hàng online luôn là một canh bạc chở khóc chở cười. Có những món hàng mua online sẽ vô cùng rẻ, vô cùng tiện lợi. Thế nhưng có không ít món hàng vẫn nên đến tận nơi, xem tận mắt để mua thay vì trao sự hên xui cho đạo đức của người bán. Thời gian gần đây, những quảng cáo bán vàng non, vàng 10K 41,7%, vàng 14K 58,3%, thường được gọi là vàng 5 tuổi 8, vàng 18K 75%, thường được gọi là vàng 7 tuổi rưỡi nhan nhản trên mạng xã hội với những cam kết vàng thật, nhưng lại có giá vô cùng rẻ. Không ít người nhẹ dạ cả tin hoặc đơn giản là hám của rẻ đã đổ xô nhau đặt hàng. Thế nhưng cuối cùng lại là bỏ tiền thật để mua vàng rởm. Những quảng cáo về vàng non, 10K, 14K, nhan nhản trên mạng, nhưng hầu hết đều là lừa đảo. Mới đây, video quay lại cảnh tranh cãi giữa hai vợ chồng và một shipper giao hàng đã khiến nhiều người chú ý. Được biết, hai vợ chồng này đặt mua vàng qua mạng vì thấy rẻ, có giấy cam kết vàng thật nhưng lại thấp hơn giá thị trường. Sau khi nhận hàng, cả hai mang ra tiệm bán lại mới phát hiện toàn bộ trang sức mình mua là vàng giả. Nhanh trí, cặp vợ chồng này đặt thêm một đơn hàng nữa. Khi shipper giao đến cổng thì cả hai lập tức bắt đền shipper và còn gọi cả công an đến. Mặc dù shipper đã giải thích chỉ giao hàng theo đơn của bưu cục và bưu cục không nhận giao vàng thật bao giờ, nhưng đôi vợ chồng vẫn quyết bắt anh chàng phải chịu trách nhiệm. Sau đó, công an đã phải ngồi giải thích quy trình nhận hàng của các bưu cục chuyển phát nhanh để giải vây cho chàng shipper. Số vàng giả được đôi vợ chồng đặt mua. Sau khi giữ shipper lại, cả hai đã gọi công an lên làm việc. Công an phải giải thích rõ quy trình nhận, giao hàng và liên hệ với cửa hàng của các bưu cục thay cho shipper vì khi anh chàng này nói, đôi vợ chồng quyết không chịu nghe. Bài viết sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận được sự chú ý của không ít cư dân mạng. Nhiều người không khỏi hoang mang khi có người ngây thơ đến mức đặt vàng qua mạng. Các cư dân mạng cho biết với những thứ hàng hóa có giá trị như vàng bạc, đá quý, tốt nhất vẫn là ra tiệm vàng mua. Bên cạnh đó, không ít người cảm thương cho anh chàng shipper đi giao đơn hàng không được bao nhiêu tiền công mà lại gặp tai bay vạ gió. Video liên quan sự thật về khái niệm vàng non, theo các chuyên gia vàng, đá quý cho biết, người ta không phân loại vàng theo tuổi, đó chỉ là cách gọi truyền miệng. Giá trị của vàng được xác định bằng tỷ lệ phần trăm vàng có trong sản phẩm. Vàng có tỷ lệ thấp nhất trên thị trường hiện nay là vàng 1 số 9, 74-75%, vàng có giá trị cao nhất là vàng 4 số 9, chính là vàng 24K. Vàng non không được xem là vàng và không có giá trị trao đổi. Khi mua đồ trang sức vàng, tốt nhất là lựa chọn các cửa hàng vàng, trang sức uy tín và cảnh giác với những quảng cáo trôi nổi trên mạng. Để chắc chắn, sau khi mua vàng, khách hàng có thể đem đi giám định tuổi vàng. Đối với vàng trắng, vàng tây, độ dung sai cho phép là 2%, tức là tuổi vàng 18K. Khi giám định được 73-74% vàng là có thể chấp nhận được. Con số này ở vàng ta thì sai số chỉ là 1-2%, tức là vàng 3. 4 số 9, khi giám định phải đạt 99,8% mới chấp nhận được. Phương Dung, theo Thế giới Trẻ Let's Plus Ask, oi.